Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở thị xã Quảng Trị đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Việc triển khai cuộc vận động đến từng hộ dân ở các khu dân cư đã góp phần quan trọng trong công cuộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo nên sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, xây dựng thị xã Quảng Trị ngày càng giàu mạnh. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu phố 4, phường 1 đã tích cực triển khai thực hiện tốt 5 nội dung tiêu chí của cuộc vận động, góp phần xây dựng khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa xuất sắc cấp tỉnh. Cán bộ, nhân dân khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị luôn nêu cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia phát triển kinh tế, các phong trào hoạt động của địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Khu phố có hơn 97% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, trên 95% gia đình đăng ký thu gom rác thải, 100% hộ dân có nhà ở ổn định, không còn nhà tạm bợ rột nát và số hộ nghèo chiếm dưới 3%. Để duy trì và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa xuất sắc được tỉnh công nhận, được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo toàn dân cải thiện đời sống văn hóa của phường, ban cảnh sự, ban công tác mặt trận, ban vận động của khu phố và tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về môi trường, thì chúng tôi đã huy động lực lượng là Đoàn Thanh niên Cộng sản, Chi hội nông dân chọn đường Bà Triệu làm đường mẫu, làm điểm mục quý, và các ngày lễ sẽ làm vệ sinh để từ đó nhân rộng mô hình để bà con noi theo. Hoạt động khác bảo vệ các cái di tích lịch sử cách mạng trên toàn thị xã, bà con có ý thức hơn. Vấn đề giao thông, bà con có ý thức hơn, hạn chế được tai nạn giao thông. Hiện nay cả khu toàn khu phố không có điểm đen tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, việc triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiệu quả rõ nét nhất trong phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với sự chung sức của toàn xã hội, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Ủy ban Mặt trận thị xã Quảng Trị đã tổ chức trao quà cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, hàng năm, hầu hết các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư. Thông qua đợt sinh hoạt văn hóa này, tăng cường mối đoàn kết cộng đồng, tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, tổ chức triển khai cho các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Qua 20 năm triển khai, đến nay trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã có hơn 91% gia đình văn hóa, trên 96% làng, khu phố và 90% cơ quan đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa. Hiệu quả rõ nhất trong 5 cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đó là việc vận động nhân dân trong công tác xóa đói giảm nghèo. Vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện cái cuộc vận động ngày vì người nghèo, đã huy động cái sự đóng góp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn, đã thực hiện cái vấn đề xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có nhà tạm bợ rột nát và hỗ trợ về sinh kế, hỗ trợ kinh phí để cho các hộ nghèo có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Nhằm tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị tích cực đổi mới các nội dung của cuộc vận động bằng nhiều phong trào và hoạt động thiết thực, phấn đấu trong những năm tiếp theo trên địa bàn không có hộ đói, giảm hộ nghèo, không còn nhà ở tạm bợ rột nát, không có tai tệ nạn xã hội và tội phạm nghiêm trọng, góp phần giữ vững danh hiệu thị xã điển hình văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Trị Bưu là một khu dân cư thuộc phường 2 thị xã Quảng Trị và là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, trong những năm qua, bà con giáo dân nơi đây đã không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo và trở thành một trong những khu dân cư văn hóa tiêu biểu, tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị là một khu dân cư có hơn 60% số hộ dân là công giáo.
Mặc dù đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, song xác định được đặc thù của khu dân cư mình, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị đã tích cực triển khai 6 nội dung trọng tâm của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương mình. Như vậy, đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết giáo lương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, ở khu phố đã có hơn 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa và khu phố nhiều năm liền được công nhận khu dân cư tiên tiến xuất sắc, xứ đạo bình yên. Phát huy truyền thống đại đoàn kết ngàn đời của dân tộc ta, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết ở khu dân cư trong suốt thời gian qua, rất quan tâm đến công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị trên địa bàn. Và vì vậy, trong thời gian qua, những nhiệm vụ cơ bản của năm nội dung Ban Công tác Mặt trận và khu phố đã thực hiện đạt được thành tựu hết sức phấn khởi. Trước hết, công tác xóa đói giảm nghèo cho các hộ nghèo ở trên địa bàn có những hoàn cảnh khó khăn nhất định. Từ 108 hộ nghèo đến hôm nay chỉ còn đồng lại 20 hộ, đa số là già cả, neo đơn. Tiếp đến là công tác từ thiện nhân ái. Hoạt động này đã được lan tỏa hết sức sâu rộng trong tất cả các thành phần ở trên địa bàn dân cư. Và vì thế đã thắt chặt được cái tình làng nghĩa xóm gắn bó trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cộng đồng đã tích cực giáo dục tất cả con em trên địa bàn. Và nhờ thế, việc giữ gìn an ninh trật tự, tuân thủ pháp luật của nhà nước đã được chấp hành hết sức triệt để. Và vì vậy, trong năm qua, việc hòa giải tại chỗ và khiếu kiện không có xảy ra. Chúng tôi rất vui mừng và cũng tự hào trước những thành tựu to lớn trong cuộc vận động và toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư. Sự đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái là nét nổi bật của bà con lương giáo ở đây. Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần là rách ít đùm là rách nhiều, bà con luôn kịp thời đến động viên, chia sẻ với nhau lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn và sẵn lòng tham gia nhiều hoạt động từ thiện như hỗ trợ người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia ủng hộ bà con bị thiên tai, v.v. Đặc biệt là hoạt động của Hội Bác Ái Vinh Sơn với chương trình xây dựng hũ gạo tình thương trong khu dân cư Chí Bưu được duy trì và phát huy rất hiệu quả. Cứ mỗi bữa nấu cơm, bà con đều tiết kiệm một nắm gạo và cứ sáng chủ nhật hàng tuần, đội tự nguyện của xứ đạo với 21 thành viên đến từng nhà nhận số gạo này để sau đó hỗ trợ cho các gia đình neo đơn, nghèo khó hay gặp hoạn nạn trong khu phố. Những nắm gạo tuy nhỏ nhưng đã làm đầy thêm tình thương yêu và ấm thêm lòng người. Gạo tình thương chúng tôi là đi quyên góp về và chúng tôi trực tiếp lo cho người nghèo và đưa tới tận nơi cho họ. Thì mỗi suất chúng tôi lo cho ăn một tháng là 15 đến 17 kg. Nếu mà gia đình họ cần thiết thì chúng tôi cấp tiếp. Làm tôi mừng cái là khi chúng tôi hoạt động với Vinh Sơn này thì trong tình yêu thương chúng tôi cởi mở ra với xã hội thì xã hội là luôn luôn kề cận với chúng tôi. Đó, cái tình liên đới giữa giáo xứ và xã hội thì càng ngày càng sinh lòng thiết thực như vậy là gia đình chúng tôi thể là rất vui vẻ. Vì công việc chúng tôi ra đi thì không có lương có phan gì cả. Để xứng đáng là xứ đạo bình yên, khu phố ổn định, bà con đã thực hiện tốt phong trào đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, phép nước, luôn nêu cao ý thức chấp hành tổ chức và thực thi pháp luật, có trách nhiệm đầy đủ về nghĩa vụ công dân trong các khoản đóng góp, nên luôn hoàn thành xuất sắc các loại thuế và nghĩa vụ trên địa bàn. Trong những năm qua, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu dân cư đã giảm rõ rệt, mê tín dị đoan đã được ngăn chặn và đẩy lùi, không có nạn bạo lực gia đình. Những mâu thuẫn trong gia đình hay xóm phố đều được bà con hòa giải, hợp tình, hợp lý. Chính sách tôn giáo được tôn trọng, đoàn kết, lương giáo, gắn bó, thể hiện tình làng nghĩa xóm sâu nặng, sống tốt đời, đẹp đạo. Ở trong giáo xứ cũng như tất cả những cái lễ hội lớn mà có liên quan đến bên trong địa bàn của giáo xứ thì đều diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Bởi lẽ đối với đồng bào thì rất là có một ý thức cao và không ngừng luôn luôn là cảnh giác
cũng như bạn với tất cả các cái phối hợp với các cái hội của địa phương cũng như các cái ban ngành của thành phố để cùng nhau giữ gìn tất cả mọi cái trong cái lễ hội mà diễn ra rất tốt đẹp, đặc biệt là cái lễ hàng năm có cái lễ Noel, lễ mừng thiên chúa Giáng sinh thì chúng tôi tổ chức nhiều cái lễ hội và nhiều cái tiết mục bảo đảm được tình hình an ninh chính trị cũng như giải quyết được những cái vấn đề mà đem lại niềm vui chung cho tất cả mọi người. Những ngày này, khu dân cư Chí Bưu lại nô nức tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để thắt chặt hơn tình đoàn kết lương giáo trên địa bàn. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng những gì đã tạo dựng và nỗ lực của bà con xứ đạo Chí Bưu thật đáng trân trọng và khích lệ. Niềm vui và sự chan hòa đã tạo thêm vẻ đẹp trên mỗi mặt người. Tất cả đã xây dựng nên xứ đạo bình yên và phát triển. Khu phố Năm là một khu phố là địa bàn là hình dài từ đến là Nam Tất Hạn đến về cầu Ba Bến, nhưng mà dân cư thì sống không đồng đều, bà con là một số là 140 hộ là nông dân, còn là một số là nghề sông nước, đến cái tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo là rất cao nhất toàn phường. Nhưng mà về cái còn cái mạng mà về điện thắp sáng các cái hẻm, các đường khu vực nhỏ là mới được một bà bến, mới được các cái đường hẻm. Còn khu vực của Trì Bưu là đang có nhiều đường hẻm tối, mà cái nhất là cái tình hình vừa đi là nội cộm là dân cư là phức tạp nhiều, nên là đề nghị tôi còn cái kiến nghị nhỏ như cấp trên hỗ trợ cho các cái tuyến đường bê tông về các cái hẻm á để có điện thắp sáng, vì đời sống mà cái nhân là dân nhà là thưa thớt, đến cái cách mà vận động dân á cũng rất khó khăn, mà chính trị là cũng còn thấp, còn nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo, mà cái địa bàn là cũng giáo dân là cũng rất đông, thì khu vực họ đi nhà thờ về tối là, nhưng mà điện thắp sáng vẫn là chưa có, nên có chi là kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm cho khu phố Năm phường 2. Đường xá thì chúng tôi là làm bê tông cũng cách đây là coi mười mấy năm rồi, thì cũng đã xuống cấp, thì có thể là đề nghị với cơ quan cấp trên cho chúng tôi là coi là tỷ lệ phần trăm như ngày xưa để chúng tôi có thể là coi là tu sửa lại các cái đường mà bị hư hỏng nặng. Chuyên mục nét đẹp làng quê tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục trên trang web quangtritv.vn.